Bạn có muốn biết rằng ta đang ở đâu và ta sẽ có được gì ở trong tương lai không? Và trong cái video này, tôi sẽ chia sẻ cho bạn là bạn đang có những gì và bạn sẽ có gì ở trong tương lai. Đối với ta, con người mình này, ta là một bản thể, không ai giống ai. Ta sinh ra ở mỗi gia đình khác nhau, ta sinh ra ở mỗi dân tộc khác nhau, ta sinh ra ở với mỗi vùng miền khác nhau, ta sinh ra ở những gia đình có sự giáo dục, dục dưỡng của những cha mẹ khác nhau, của những sự hiểu biết của các bậc cha mẹ khác nhau. Ta sinh ra có người ở miền quê, có người ở vùng núi, có người ở tận xa, trong Nam, ngoài Bắc, miền Trung, không ai giống ai. Và tất cả những cái điều đó nó đóng dấu vào ta ở cái thời kỳ là từ 0 đến 7 tuổi. Tức là nếu như ta sinh ra ở miền Trung, ta sẽ nói giọng Trung, ta sinh ra ở miền Nam, ta sẽ nói giọng Nam, ta sinh ra ở miền Bắc, ta sẽ nói giọng Bắc. Và ta ảnh hưởng bởi ngôn ngữ, ta ảnh hưởng bởi sự giáo, bởi sự môi trường ở nơi đó. Và ở trong mỗi gia đình khác nhau thì ta sẽ bị đóng dấu bởi những cái kiến thức của cha mẹ, sự hiểu biết của cha mẹ, ta bị đóng dấu vào ta. Nó đóng dấu y xì tất cả những gì trí tuệ của cha mẹ là ta có như thế. Những cái hành vi của cha mẹ, hành động của cha mẹ, ta bị đóng dấu vào trong ta. Và ta có tất cả những cái thứ đó. Đó chính là ta đấy. Và ở một cái giai đoạn nữa là cái giai đoạn từ 7 đến 14 tuổi. Cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn bắt trước. Nó sẽ xảy ra nhiều những cái xung đột. Cái đứa trẻ này nó sẽ bắt trước tất cả những cái thứ môi trường xung quanh, bắt trước cha mẹ. Và nó trao đổi trong con người nó bắt trước. Nó tạo ra cái sự xung đột bên trong họ, bên trong nó. Cha mẹ nó nói như thế nào, nó sẽ nói tương đương như thế, tương ứng như thế. Cha mẹ nó hành động như thế nào, nó sẽ hành động như thế. Nó bắt trước y gì thì nó sẽ tạo ra một cái đứa trẻ, một đứa thanh niên có tính cách như thế nào đó. Là bởi vì là nó sẽ bắt chước được tất cả những sự giáo dưỡng, giáo dục của cha mẹ. Và ở cái giai đoạn từ 14 đến 21 tuổi, đây là cái giai đoạn nó sẽ bước vào những cái trường trung học rồi đại học. Thì đây là cái giai đoạn mà nó hòa nhập vào cộng đồng, nó hòa nhập vào để nó học những cái gì ấy. Lúc này nó sẽ đưa tất cả những cái kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức vào bản thân nó. Đó, tất cả nó sẽ đưa vào bản thân nó, được không ạ? Đó, lúc này nó sẽ tác động từ rất nhiều thứ, tác động đến rất nhiều thứ. Và nó đưa vào bản thân nó những kỹ năng, kỹ thuật, kiến thức, học thức. Rồi sau cái giai đoạn này là cái giai đoạn 21 đến 35 tuổi. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn để nó thể hiện bản thân mình. Tức là chúng ta, nếu mà chúng ta sẽ học xong đại học rồi, bắt đầu chúng ta ra chúng ta đi làm, thì chúng ta sẽ thể hiện mình, đúng không ạ? Thì chúng ta thể hiện như thế nào? Chúng ta có kiến thức ở trong trường rồi, bây giờ chúng ta ra đi làm, chúng ta thể hiện. Chúng ta học gì ra thì chúng ta thể hiện đó. Và nó tạo ra chúng ta những cái kết quả tương xứng với những gì mà ta tích lũy đã làm được từ trong quá khứ, từ trường đại học, từ những năm mà chúng ta hòa nhập
từ những năm mà chúng ta bị đóng dấu. Và sở dĩ là ta chưa có được thành công và hạnh phúc là bởi vì ta đã chưa trang bị cho mình đầy đủ những cái kỹ năng, kỹ thuật, những cái công cụ, những cái sự bộ não, giáo trình tư duy xuất chúng nhất, và ta chưa biến nó thành những cái thói quen thì ta có thể phát huy một cách nó chân chu, mượt mà, thì ta có thể giao tiếp dễ dàng, thì ta có thể hành động một cách nhanh chóng. Khi ta dùng đến nó là ta sẽ có khả năng làm được ngay, có khả năng giải quyết được vấn đề ngay. Sở dĩ ta gặp khó khăn là bởi vì ta bị vướng trở ngại, là bởi vì ta bị vướng trở ngại ở trong quá khứ. Từ thời ta còn từ 0 đến 7 tuổi ấy, ta bị đóng dấu, thì nó sinh ra những cái khó khăn, những cái đám mây, gọi là những cái suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn, mâu thuẫn bản thân, rồi là những quyết định giới hạn, rồi là thói quen xấu ta hình thành. Đó, ta hình thành từ đó. Rồi từ lúc 7 đến 14 tuổi ta lại tích lũy thêm vào, rồi đến lúc ra trường, đi học cao đẳng, đại học, ta ra trường, ta lại tích lũy thêm vào những cái quyết định giới hạn, niềm tin giới hạn, ta lại tích lũy thêm những cái cảm xúc tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực, rồi nó tạo ra cho chúng ta cái kết quả gì? Là ta có thu nhập không cao, ta có mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn con cái, mâu thuẫn đồng nghiệp, mâu thuẫn với sếp, mâu thuẫn với đội nhóm. Thì tất cả những thứ đó nó tạo ra nỗi đau, nó tạo ra rào cản. Và ta muốn có kết quả là thành công và hạnh phúc, thì ta phải dỡ bỏ cái rào đó đi, thì ta mới trở thành một con người sáng, một con người tràn đầy năng lượng. Thì những cái rào đó, những cái rào cản đó, nó không đơn giản để chúng ta gỡ bỏ, bởi vì không phải ai cũng có thể biết gỡ bỏ, không phải ai biết cũng có thể gỡ bỏ được, mà nó phải có quy trình, phải có liều thuốc, phải có quy trình để gỡ bỏ, phải có công cụ, phải có giá cụ, thì ta mới gỡ bỏ được những cái đó. Khi ta gỡ bỏ được nó rồi thì sức mạnh trong ta nó được tuôn chảy, nó được mang năng lượng của mặt trời, thì ta sẽ có đầy đủ mọi nguồn lực để ta thành công. Tại sao như vậy? Với con người sinh ra là ta có đầy đủ chân tay, đầy đủ năm giác quan, thì ta có mọi nguồn lực để ta thành công. Sở dĩ ta chưa thành công trong một cái điều gì đó là bởi vì ta đang ở trong trạng thái thiếu nguồn lực, ta chưa đưa vào cái nguồn lực để ta làm thành công cái điều đó, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà con người thì lại vướng phải cái nỗi sợ, cho nên họ luôn phải gặp rào cản trong cái cuộc sống này. Và để gỡ bỏ tất cả những sợ hãi hay là những cái tổn thương, những cái cảm xúc cáu giận, tức giận, thì bạn cần phải có quy trình, bạn cần phải có giáo cụ. Và nếu như bạn đang gặp phải những cái vấn đề đó thì bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ tặng bạn
đấy 1 đến 2 giờ để mình cốt cho bạn, để mình gỡ bỏ tất cả những cái đám mây đó để giúp bạn trở lại với con người nó như là mặt trời, để bạn có đầy đủ mọi nguồn lực để bạn có thể chiến đấu, để bạn có thể học hỏi, để bạn có thể phát triển, để bạn có thể thành công và hạnh phúc hơn. Hãy comment ở phía dưới nếu như bạn mong muốn gỡ bỏ tất cả những cái đám mây tiêu cực, đám mây những cái niềm tin giới hạn, hay là đám mây mâu thuẫn bản thân, hay là loại bỏ những cái hành vi thói quen xấu để bạn trở thành một con người tuyệt vời hơn. Ok, cảm ơn bạn đã đón xem video này. Nếu bạn thấy video này là hữu ích cho bạn, vui lòng hãy nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký và quả chuông, bấm vào quả chuông nữa nhé. Xin chào, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tuyệt vời tiếp theo.